thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2023. Ngày nay, hộ kinh doanh được ví như một doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, là một tổ chức kinh doanh có quyền tự do kinh doanh nhưng lại không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài sản. Trong những giai đoạn khó khăn, với tiềm lực tài chính không lớn, đã khiến nhiều hộ kinh doanh phải giải thể. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ giải thể, đóng cửa, hủy giấy phép hộ kinh doanh. 1. Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp đang có như hoạt động xuất nhập khẩu hay áp dụng luật phá sản khi kinh doanh thua lỗ. Giải thể là không còn tồn tại, làm cho chủ thể không còn đủ điều kiện để hoạt động. Giải thể đồng nghĩa với việc ngừng hoạt động, giải tán. 2. Giải thể hộ kinh doanh, hủy giấy phép hộ kinh doanh. Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh. Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, mẫu đơn xin trả giấy phép kinh doanh. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện, của chi cục thuế. Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, dẫn đến hộ kinh doanh chính thức chấm dứt hoạt động. Trình tự thực hiện. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Hồ sơ khóa mã số thuế. Để khóa mã số thuế hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế quản lý. Hồ sơ chỉ gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số, giấy chứng nhận đăng ký thuế, bản gốc, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép. Hộ kinh doanh chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau. Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán. Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt gốc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Lưu ý, mã số thuế bị khóa ở đây là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mã số thuế này chỉ khóa trong hoạt động hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân của mình. Trả giấy phép kinh doanh ở đâu? Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế, nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép ở Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện. Hồ sơ cần nộp gồm thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, giấy phép hộ kinh doanh, bản gốc, công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau khi nhận được hồ sơ trong thời gian 3 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân quận, huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất. 3. Mức phạt đối với hành vi nghỉ kinh doanh hộ cá thể nhưng không làm thủ tục giải thể, hủy giấy phép kinh doanh. Việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh được quy định như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện. 4. Thẩm quyền, cơ quan hủy giấy phép hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Cơ quan thuế quản lý, thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh.
truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.